Chúng ta bắt đầu học luôn rồi các em. Hiện giờ là trong lớp là được 37, 37 người ha. Em giữ trật tự lên chút em. Thì cái đề phân tích số liệu buổi học thứ ba là thì đưa lên trên cái nhóm Facebook hồi sáng rồi các em. Bữa nay mình dự kiến giải hai cái đề. Thì cái đề số 4 thì nó có thông tin như sau. Dựa vào thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời câu hỏi từ 63, 61 đến 63. Trong một nông trường chăn nuôi bò sữa Ba Vì, thu nhập thu thập cái này là thu thập chứ thu nhập gì ha. Được tài liệu như sau. Thì mình nhìn lên cái bảng này là nó thống kê cái sản lượng sữa hàng ngày của một con bò á, thì cho từ 7 đến 9 lít. Cái này là cho từ 7 đến 9 lít một ngày, là nó có 12 con bò này ha. Từ 9 đến 11 lít thì nó có 23 con, từ 11 đến 13 thì có 85, từ 13 đến 15 thì nó có 55 con, và từ 15 đến 17 thì có 25 con. Và nó hỏi câu hỏi thứ nhất là gì? Số con bò cho sản lượng sữa hàng ngày cao nhất ở nông trường là bao nhiêu? Thì cái lớp mà nó cho sản lượng sữa cao nhất đó là sản lượng từ 15 đến 17 lít hàng ngày đúng không? Đấy, từ 15 đến 17 lít nè. Thì cái sản lượng là từ 15 đến 17 lít là cái sản lượng cao nhất rồi đúng không? Thì cái sản lượng cao nhất thì cái số con bò mà nó cho sản lượng cao nhất này đó là 25 con, phải không? Vậy thì chỗ này mình chọn đáp án là D 25. Đây là em lưu ý nó hỏi số con bò nha, số con bò chứ không phải là hỏi sản lượng cao nhất. Số con bò cho sản lượng cao nhất chứ không phải nó hỏi sản lượng cao nhất là bao nhiêu ha, các em lưu ý chỗ đó. Câu 62 là nó hỏi là sản lượng sữa bình quân hàng ngày của một con bò. Sản lượng sữa bình quân ha. Thường cái số bình quân đó là hôm trước là thầy có cung cấp cho các em đó, cái buổi học đầu tiên đó, thì cái số bình quân đó là mình ký hiệu là ít ngang như thế này. Thì nếu mà nó có tần số đó, thì em sẽ lấy cái ít ít một và nhân cho n1 không, rồi cộng ít hai nhân cho n2, rồi cộng chấm 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 cộng cho tới này chấm 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 nè, cộng cho tới xk nhân cho nk, rồi tất cả cái này mình mới chia cho n, chia cho n. Đấy, chia cho n. Và n ở đây nó chính là, lưu ý là n ở đây nó chính là n1 cộng n2 cộng chấm 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 cộng nk ha. Thì đối với chỗ này á, thì cái x xi này là x1 x2 đến xk này là nó không có, phải không? Ví dụ như chỗ này là từ 7 đến 9 lít thì mình lấy x là x1, là mình lấy cái số chính giữa của hai số này. Ví dụ từ 7 đến 9 lít thì mình lấy cái số trung bình của nó là mình lấy cái số 8, thấy không? Ở đây mình lấy số 10 nè. À, mà nó không có cho xi mà nó cho nguyên cái khoảng này, gọi là nguyên cái lớp này. Đấy, thì mình sẽ lấy cái giá trị đại diện của mỗi lớp. Là thông thường là người ta sẽ lấy cái giá trị chính giữa của cái lớp này. Ví dụ như từ 11 đến 13 thì lấy chính giữa nó là 12, thấy không? Từ 13 đến 15 lấy chính giữa nó là 14. Tức là em lấy 15, em lấy hai cái đầu mút này em cộng lại chia 2 ha. Đấy, thì ví dụ chỗ này là 16 nè. Đó. Rồi như vậy thì để tính cái giá trị trung bình đó thì chúng ta sẽ sử dụng công thức này, là chúng ta sẽ có là x ngang nè. Nó sẽ bằng là gì? 8 nhân cho 12 phải không? Rồi cộng 10 nhân cho 23. Rồi cộng cho là 12 nhân cho 85, rồi cộng cho 14 nhân cho 55, rồi cộng cho 16 nhân 25.
làm tất cả cái này mình mới đem chia cho tổng của các cái số này nó chính là gì? Chia cho là 12 cộng 23 cộng nhân dân cộng 25. Đấy. Đó thì với cái máy tính của mình đó thì mình có nhiều cách để tính cái này. Thì cái tính thông thường là mình cứ theo cái số này mình bấm thôi. Nha, như là 8 là nhân cho 12. Ha. 10 nhân cho 23 cộng 12 nhân cho 85 rồi cộng 14 rồi nhân cho 55 rồi cộng cho 16 nhân cho 25 rồi tất cả mình mới chia cho 12 cộng 23 cộng 85 cộng 55 cộng 25. Đấy. Đấy, thì nó ra con số này, nó ra số này. Mình bấm SD là nó ra 12,58. 12,58, tức là cái số trung bình này là 12,58. Chọn đáp án C. Thì đối với cái máy tính này của mình á, thì mình có một cái chức năng đó là nó có cái chức năng thống kê đó. Chức năng thống kê ở trong máy tính này á, là mình có thể bấm menu 6, menu 6 đó. Menu 61 thống kê một biến. Thì thống kê một biến á, thì ở đây cái biến của mình đó là cái biến khảo sát của mình á, là sản lượng sữa hàng ngày của một con bò. Thấy không? Còn cái số con bò này gọi là tần số. Tần số thì trong máy tính của mình nó tần số nó ký hiệu là chữ N. Rồi sản lượng sữa này thì khi mà mình nhập vô thì mình cũng nhập giá trị đại diện thôi. Ví dụ như chỗ này là 8 nè, rồi 10 nè, 12 nè. Rồi còn tần số nó mình sửa lại. Thì khi mà mình nhập xong số liệu vô đó thì mình bấm AC không. Thế thì ở đây nó có hai, đối với máy tính 580 nó có hai cách bấm. Ở đây em bấm option nè, option nè. Rồi em chọn mũi tên xuống thì nó thấy cái chữ biến thống kê đó, biến thống kê số 2. Thì cái giá trị trung bình của nó chính là ký hiệu là x ngang bấm số 1. Không? Thì nó cũng ra 12,58 nha. 12,58. Còn một cách nữa là em bấm option rồi em bấm chọn tính một biến. Bấm số 2, chọn tính một biến thì cái ít ngang nó ra 12,58 này nhưng mà chữ nó nhỏ à, mình khó nhìn thấy. Đấy. Đấy thì đối với máy tính của mình có chức năng là bấm sản lượng sữa bình quân hàng ngày. Có chữ bình quân ha, bình quân tức là mình lấy cái số trung bình của nó ra, lấy số trung bình ha. Nhưng mà ở đây mình tưởng tượng là nó có 12 con bò mà nó có cho sản lượng 8 lít ha. Cho nên chỗ này mình phải lấy 10, 10, 10, 12 nhân cho 8. Rồi nó có 10 con bò, nó có 23 con bò mà mỗi con cho 10 lít ngày. Đấy, tương tự như vậy thì nó có 85 con mà mỗi con cho 12 lít. Vân vân. Đó, vậy thì mình cộng ở trên đây là cái tổng ở trên đây nó là tổng sản lượng của tất cả các con bò này, đúng không? Rồi mình chia cho tổng số con bò thì nó ra được sản lượng sữa bình quân, đúng không? Đấy, thì ý nghĩa của nó là như thế. Còn câu 63 thì cái câu này nó quen thuộc với các em rồi, nó hỏi là số con bò cho sản lượng sữa 10 từ 11 đến 13 lít hàng ngày. Từ 11 đến 13 lít đó thì nó có 85 con, tức là cái số con bò này nó bằng mình đặt là A đi. Thấy không? Thì số số con bò cho từ 11 đến 13 lít lít trên ngày nó sẽ là cái số A, mình đặt là số A. Số A này nó là 85, 85. Còn 85. Còn tương tự như vậy thì số con bò mà cho sản lượng sữa từ 15 đến 17 lít trên ngày nó sẽ là B. B này là đề nó cho là trên đây là 25, 25. 25. Này là 85, tôi ghi thiếu chữ số 5 mà. Thế thì bây giờ nó hỏi là cái số A này nó lớn hơn số B, số A này nó lớn hơn số B bao nhiêu phần trăm? Không?
nhiều hơn số con bò cho sản lượng sữa này bao nhiêu phần trăm. Đấy, thì mình áp dụng công thức là gì đây, a trừ b chia cho b nhân trăm, phải không, nhân trăm. Đấy, thì nó bằng, lấy máy tính bấm này, mình chuyển cho máy tính về chế độ mode 1 lên, menu 1 lên để tính toán cho nó thuận tiện thôi. Đây là 85 trừ cho 25 rồi chia cho 25, phải không, chia 25. Rồi cái này mình nhớ nhân cho 100. Lưu ý là cái dấu nhân em để ngang cái dấu gạch này là 240%, thấy không, 240%, cái đơn vị phần trăm mình để trong dấu dấu ngoặc. Thì đáp án của mình là câu B nè. Thì đây là cái ba câu đầu trong cái đề số 4, thấy không. Rồi, tiếp theo là mình sẽ nghiên cứu tiếp là ba câu tiếp theo từ 64 đến 66. Đây nó nói là dựa vào thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 64 đến 66 để xây dựng định mức thời gian gia công một chi tiết máy. Người ta theo dõi quá trình gia công 25 chi tiết máy, kết quả trong bảng sau. Thì ở đây là nó có hai tia chi tiết máy, cái này là đại là số chi tiết máy nè, cái dòng dưới là số chi tiết máy ha, còn cái này là trên, dòng trên là thời gian gia công, là cái biến thống kê mình khảo sát rồi. Ở trong thống kê nó gọi là biến thống kê, thì cái biến này nó chỉ thời gian, đúng không? Em thấy con số 14 này là 14 phút, có nghĩa là thời gian gia công một chi tiết máy nó tốn 14 phút, mà nó có hai cái chi tiết máy nó phải tốn 14 phút, đúng không? Đấy. Còn cái này là thời gian gia công là 16 phút thì nó có 6 chi tiết máy như thế. Còn thời gian là 18 phút thì nó có 11 chi tiết máy, 20 thì nó có 4 chi tiết máy, 24 phút thì nó có 2 chi tiết máy. Đấy. Thì bây giờ câu hỏi 64 là nó hỏi là số chi tiết máy, lưu ý là cũng số chi tiết máy ha, tức là nó hỏi cái số ở dòng dưới, dòng dưới này gọi là số chi tiết máy nè, thấy không? Nó hỏi cái số ở dòng dưới. Là số chi tiết máy có thời gian gia công lâu nhất. Thời gian gia công lâu nhất là 24 phút, đúng không? 24 phút. Hay là lâu nhất là 24 phút nè. Vậy thì ở đây nó có cái số chi tiết, nó chỉ có hai chi tiết máy là thời gian lâu nhất thôi. Vậy thì số chi tiết máy có thời gian gia công lâu nhất là số 2. Đấy, chọn đáp án C. Còn câu 65 thì nó nói là gì? Thời gian gia công 25 chi tiết máy đã cho, không tính thời gian nghỉ, là tức là cái tổng thời gian gia công của 25 chi tiết máy này ha. Thì cái tổng này đó là mình sẽ tính như thế này nè, tính thế này. Đấy. Thì bây giờ nó đối với cái chi tiết máy mà tốn 14 phút đó, tổng thời gian này nó ký hiệu, mình ký hiệu bằng cái dấu này đi, dấu sigma, tổng thời gian ha, mình gọi là sigma xi đó. Thì lúc này nó sẽ, mình tính theo công thức là thế này, lấy 14, lấy 14 nè nhân cho 2 rồi cộng 16 nhân cho 6 rồi cộng 18 nhân cho 11 rồi cộng 20 nhân cho 4. Đấy. Rồi mình bấm máy tính nha. Thì hiển nhiên cái này em có thể sử dụng cái chức năng tính tổng ở trong mod 6 cũng được, đúng không? Đấy. Thì bây giờ mình tính theo kiểu bình thường của mình không nhớ gì hết, mình bấm tính theo bình thường. Đấy. Rồi cộng 16 nhân cho 6, 18 nhân cho 11, 20 nhân cho 4 cộng cho 24 nhân 2. Tính chính xác là 450 ha. Đáp án của mình là 450. Bây giờ nó hỏi là thời gian gia công trung bình một chi tiết máy là bao nhiêu phút ha. Thời gian gia công trung bình là nó đại đảo về cái số trung bình lúc nãy, cái số trung bình nãy mình tính. Thì mình sẽ lấy tổng cái thời gian này nè, mình chia cho tổng cái số chi tiết máy là 25.
tức là cái này nó sẽ bằng tổng các xi mình chia lại cho n là 450. 450 là mình tính ở trên số này rồi mình chia cho 25, phải không? Rồi 450 chia 25 này mình đem chia cho 25 nữa thì nó ra 18. Bằng 18 phút. À, đấy, thì đáp số của mình là câu D. Thì đối với cái câu 65, 66 này thì mình có thể bấm chế độ mode 6 cũng được ha. Mode 6 nè, như mode 6 nè, chọn một biến này. Rồi mình nhập dữ liệu vô là nó tính sẵn cho mình luôn. Vô đây 14. Cái này em phải thao tác thường xuyên thì em mới nhớ cách bấm. Chừng nào tính tính trung bình với tính tổng mà cái dạng bảng như thế này thì mình mới bấm kiểu này thôi. Thì bây giờ chỗ này em sẽ bấm option nè, chọn mũi tên xuống thì cái phần tính tổng là số 1. Tổng thì nó có hai phần, tổng bậc nhất, tổng bậc 2, tổng bậc nhất, cứ bấm số 1 không? Là 450 nữa. Đấy. Còn muốn tính trung bình thì cũng bấm option mũi tên xuống, chọn số 2, chọn số 1 không? Thì nó ra 18. Đấy. Có máy tính nó tính sẵn với mình chỉ cần nhập dữ liệu vô máy tính nó tính sẵn. Đấy. Còn nếu mà mình tính theo kiểu như thế này thì cũng được ha. Nhưng mà có điều mình lỡ mình nhập sai một cái chỗ nào đó cái nó đi nguyên bài. Rồi đó là cái câu, ba câu tiếp theo. Thế bây giờ là mình sẽ dựa vào thông tin cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 67 đến 70. 67 đến 70 là 4 câu ha. Thì dựa vào các cái thông tin, cho cái này nó qua trang mới rồi. Dựa vào các thông tin cung cấp dưới đây trả lời câu hỏi từ 67 đến 70. Có tài liệu về doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp bánh kẹo Hải Hà như sau. À, thì mình nhìn vô cái bảng này mình thấy là năm 2007 thì nó có cái doanh thu theo kế hoạch và tỷ lệ thực hiện kế hoạch về doanh thu. Thấy không? Còn năm 2008 thì nó cho là doanh thu thực tế và tỷ lệ thực hiện kế hoạch theo doanh thu. Thấy không? Rồi bây giờ nó sẽ hỏi câu hỏi đầu tiên là câu 67 là doanh thu thực tế của sản phẩm bánh quy trong 2007 là bao nhiêu. À, thì mình thấy là cái doanh thu cái tỷ lệ thực hiện kế hoạch đó. Thực hiện kế hoạch thì nó sẽ bằng cái gì? Cái này nó sẽ bằng là về doanh thu thực tế. Doanh thu thực tế chia cho cái doanh thu theo kế hoạch. Không? Đấy, thì mình lấy doanh thu thực tế mình chia cho doanh thu kế hoạch thì mình ra được cái tỷ lệ thực hiện kế hoạch thôi. Không? Thì muốn tính theo đơn vị phần trăm thì mình sẽ nhân thêm 100 nữa. Đúng chưa? Đấy, nhưng mà ở đây là nó cho cái tỷ lệ thực hiện, không? Chỉ tỷ lệ thực hiện kế hoạch và doanh thu thực tế. Đấy, như vậy thì xin lỗi, nó cho doanh thu theo kế hoạch. Như vậy thì mình muốn doanh thu thực tế, mình muốn tính cái doanh thu thực tế này nè. Mình muốn tính doanh thu thực tế này thì mình sẽ lấy doanh thu kế hoạch mình nhân cho cái tỷ lệ thực hiện kế hoạch, đúng không? Đấy, vậy thì suy ra thì suy ra là gì? Doanh thu thực tế nó sẽ bằng là doanh thu theo kế hoạch và nhân cho tỷ lệ thực hiện kế hoạch. Tỷ lệ thực hiện kế hoạch
Thì thực tế là mình chỉ cần lấy con số là 1.200 nhân cho 110% thôi ha. Tức là con số này nó sẽ bằng là 1.200 nhân cho 110%. À, tính đi. À, 110% thì có thể mình nhân thành con số 1,1 cũng được. Tức là mình có 1.200 nè. Em có em nhân cho 110% phải không? 10%. Đấy. Thì nó ra được con số là 1.320 ha. 1.320 đơn vị là triệu đồng. Đơn vị là triệu đồng. Thì theo kế hoạch nó là 1.200 triệu đồng thôi. Nhưng mà thực tế thực hiện thì nó sẽ đạt là 1.320 triệu đồng. Đó là cái câu 67. Tiếp theo là mình nói về câu 68. Câu 68. Tính tỷ lệ thực hiện kế hoạch về doanh thu tiêu thụ sản phẩm. Tính tỷ lệ thực hiện kế hoạch về doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp bánh kẹo trong năm 2007. Tức là tính tỷ lệ thực hiện cho cả năm 2007 luôn. Thấy không? Tỷ lệ. Vậy thì đầu tiên đó là mình ghi cái doanh thu theo cái kế hoạch nè. Doanh thu theo kế hoạch thì mình phải nói tính tổng ba thằng này cộng lại. Thấy không? Tổng ba thằng này cộng lại. Tức là 1.200 cộng 3.400 cộng 1.600. Thấy không? Thì nó sẽ là 1.200 nè cộng 3.400 rồi cộng cho 1.600. Còn cái doanh thu theo kế hoạch ha, doanh thu theo kế hoạch thì mình sẽ lấy, xin lỗi, doanh thu thực tế, cái này là doanh thu kế hoạch nè. Còn cái doanh thu thực tế mình sẽ có là 1.200. Cái này nhân cho nhiêu, 110% đúng không, 1.200 nhân của cái sản phẩm bánh quy là 1.200 nè, nhân cho 110%. Còn bánh kẹo mềm thì nó là 3.400 mà nhân cho 105%. À, 3.400 nè nhân cho 105%. Rồi tiếp tục cộng thêm là gì, 1.600 nhân 102%, 1.600 nhân 102%. Đấy. Thì mình muốn tính tỷ lệ thực hiện kế hoạch thì mình sẽ lấy là gì đây, tỷ 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 lệ thực hiện kế hoạch. À, mình sẽ lấy là cái doanh thu thực tế không, doanh thu thực tế chia cho doanh thu kế hoạch, doanh thu theo kế hoạch và nhân cho 100. Đấy, bây giờ mình bấm máy tính này. Máy tính này. Thì cái này là một 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 1.200, 1.200. Mình nhân cho 1,1, 1,1 tức là 110% đó. Mình nhân gì cho nó gọn ha. Còn cái này là 3.400 nè, 3.400 mình nhân cho 105%, tức là 1,05, 1,05 rồi cộng cho chỗ này 1.600, 1.600 mình nhân cho 1,02 không, cái này là doanh thu thực tế đó. Còn 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 doanh thu theo kế hoạch của nó là 1.200, 3.400 rồi cộng cho 1.600 bằng cái số này. Mình có thể nhân ở đây, mình nhân thêm 100 nữa, nhân thêm 100 nữa. Tại mình tính theo đơn vị phần trăm không, bấm SD ra thì nó ra 105,2. Nếu mà làm tròn một chữ số thập phân sau dấu phẩy thì nó là 105,2% không, nó sẽ là 105,2 đơn vị là phần trăm. Tại chỗ này mình không ghi phần trăm cho nên bên đây phần trăm mình để trong ngoặc.
105,2 chỗ này mình chọn đáp án A. Đấy, đây là câu 68. Tiếp theo là cái câu 69 ha. Câu 69 là nó hỏi gì? Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2018 của doanh nghiệp là bao nhiêu? Tổng doanh thu theo kế hoạch ha. Thì cái đây cái năm 2008 thì nó cho doanh thu thực tế và tỷ lệ thực hiện kế hoạch, không? Tỷ lệ thực hiện kế hoạch. Như vậy thì muốn tính doanh thu theo kế hoạch đó, thì mình sẽ lấy doanh thu thực tế mà chia cho cái tỷ lệ thực hiện theo kế hoạch, không? Thì nhắc lại nè. Thì cái doanh thu theo cái kế hoạch nó sẽ bằng cái doanh thu thực tế. Mình sẽ chia cho cái tỷ lệ thực hiện kế hoạch. Không? Đấy, thì mình sẽ tính doanh thu theo từng cái ngành không? Ở đây mình sẽ tính doanh thu theo từng ngành, ngành bánh quy, ngành kẹo mềm, ngành thịt dừa. Thứ nhất là mình sẽ tính theo cái ngành theo theo cái lĩnh vực bánh quy đi. Bánh quy. Bánh quy thì doanh thu thực tế nó là 1.400, mà cái tỷ lệ thực hiện nó là 112%. Không? Thì mình tính từng cái nha. Thứ nhất là về bánh quy. Bánh quy là 1.400 nè, chia cho 112%. Không? Mình tính đi. Chia cho 112%. Rồi kẹo mềm là 3.620. Kẹo mềm là 3.620 và chia cho cái tỷ lệ thực hiện kế hoạch nó là nhiêu? 110%. 110%. Rồi cuối cùng là thạch dừa không? Thạch dừa. Đây, thạch dừa nè. Là nó là 1.800 chia cho 105% ha. 1.800. Mình tính theo lý thuyết mình tính ba cái này không rồi mình cộng lại cũng được. Nhưng mà bây giờ máy tính mình có mình bấm một cái một luôn cũng được ha. Đấy, thì 1.400 nè. Chia cho 112%, mình chia cho 1,12 cũng được ha. Rồi cộng tiếp cho 3.620 chia cho 1,1, 110% tức là 1,1. Rồi cộng cho 1.800, cái này chia cho 1,05. Rồi đúng chưa? Rồi bằng như thì nó ra là 6, tổng cái này lại bằng 6 62 6.255 6.255 phẩy mấy phẩy hai. Cái này là đơn vị của nó là triệu đồng ấy. Đơn vị là triệu đồng. Em muốn tính theo đơn vị tỷ đồng theo cái đáp án này đó thì nó sẽ bằng là 6 6,255 6,2552 tỷ đồng. Thì đáp án của mình đó là đáp án B ha. 6 tỷ 200 55 triệu 200 ngàn đồng. Thì đáp án của mình là câu B. Tiếp theo đó là câu 70. Câu 70 thì nó kêu là tính tỷ lệ thực hiện kế hoạch về doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cả 2 năm. Thấy không? Tính tỷ lệ thực hiện kế hoạch, tỷ lệ thực hiện kế hoạch ha. Thì mình sẽ lấy doanh thu thực tế chia cho cái doanh thu theo kế hoạch, phải không? Thì mình đầu tiên mình tính cái doanh thu thực tế nè. Thực tế nè. Của 2007. 2007.
Thì lúc nãy mình tính chưa? Doanh thu thực tế ở đây nó chưa có phải không? Doanh thu thực tế này là của từng sản phẩm thôi. Nó chưa có. Bây giờ thì mình sẽ tính doanh thu thực tế của năm 2007. Của năm 2007 thì mình sẽ lấy doanh thu theo kế hoạch là mình nhân cho cái tỷ lệ thực hiện kế hoạch ha. Thì cái này nó sẽ là 1.200 nhân cho 1,1, nhân cho 1,1 nè. 1.200 nhân 1,1 là lúc nãy mình tính rồi chỗ này nè. Rồi còn còn cái kẹo mềm thì chưa tính ha. Kẹo mềm là 3.400 nhân cho 1,05 cộng cho 3.400 nhân cho 1,05. Rồi cộng với lĩnh vực thịt thịt dừa là 1.600 nhân cho 1,02. 1.600 nhân cho 1,02. Đây là mới năm 2007 thôi, còn 2008. Năm 2008 thì ở đây nó cho doanh thu thực tế luôn rồi nè. Mình cộng ba ba số này lại. Tức là 140 1.400. Rồi lấy máy tính mình cộng đi. Đây. 1.400 nè. À, cộng cho 3.620 rồi cộng cho 1.800. À, cái này nó ra là 6.820. 6.820 ha. 6.820. Vậy thì mình tổng mình cộng lại. Tổng lại. Tổng lại thì 1.200 nhân 1,1 cộng 3.400 nhân 1,05 1.600 nhân cho 1,02. Rồi cái này mình mới cộng thêm cái số 6.820 này nữa. Thì nó ra 13.000. 13.342. Đơn vị của nó là triệu đồng nữa không? Triệu đồng. Đấy. Rồi cái này là doanh thu thực tế không? Còn cái doanh doanh thu theo kế hoạch, doanh thu kế hoạch thì 2007 thì đề bài nó cho rồi, 2007 đề nó cho rồi, 1.200, 3.400, 1.600 không là 1.200 cộng 3.400 cộng 1.600. Còn còn 2008 thì ở trên mình có tính vô nha. Thì ở đây nó hỏi là tổng doanh thu kế hoạch theo kế hoạch của 2008. À, tổng doanh thu theo kế hoạch của 2008 của doanh nghiệp là bao nhiêu? Là mình có con số này rồi em, số này là 6.255,2 triệu đồng. À, là 6.255,2 đơn vị là triệu đồng ha. Vậy thì mình tính tổng, cái tổng nó sẽ bằng nhiêu? Mình lấy ba con số này mình cộng thêm số này nữa ha. Thì 6.255,2 nè. Là cái này của năm 2000, doanh thu theo kế hoạch của năm 2008 cộng cho của 2007. Thì nó ra là 12.455,2 thôi. 12.455,2. Còn kiểm tra lại 12.455,2 đây. Vậy thì suy ra cái tỷ lệ thực hiện, tỷ lệ thực hiện kế hoạch. Mình sẽ lấy con số này 13.342.
rồi chia cho 12.455,2 nhân 100. Rồi bấm máy ra. 13.342. Tất cả này nhân thêm 100 nữa ha, 100, tại tính theo tỷ lệ phần trăm thì nó ra 107,12 phần trăm. Đấy, thì mình thấy cái đáp án mình nó có 107,12% là đáp án C. Đó. Như vậy thì ở đây là thầy đã hướng dẫn 10 câu của cái đề số 4. À, chúng ta còn 10 phút thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em tiếp tục cái đề số 5. Thì cái thông tin nóng hỏi là thông tin về Covid, thấy không? Nhưng mà thông tin Covid này là thu thập vào ngày 16 tháng 12 2020, à, cách đây cũng hơn năm. Thì nó thống kê 15 quốc gia đầu tiên đó, à, ghi nhận số ca mắc trên 1 triệu. Ở trong đây giờ lúc này Việt Nam mình chưa có vô đây ha. Thì nó thống kê thì mình thấy ở đây Mỹ là cao nhất này, tới Ấn Độ, tới Brazil, tới Nga ha. Đấy, thì lúc đầu cái đợt bùng phát thứ hai đó. Thì cái câu 61 nó hỏi là quan sát trên biểu đồ tính đến ngày 16 tháng 12 2020 thì đã có bao nhiêu quốc gia ghi nhận số Covid trên 2 triệu người. Thì ở đây này nó từ lấy con số từ 2 triệu người đảo lên, đúng không? 2 triệu người đảo lên thì mình thấy từ cái từ Pháp trở lên nè. Từ Pháp trở lên. Đúng chưa? Đấy, thì cái chỗ này mình đảo lên thôi. Nó có 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, có 5 quốc gia. Thấy không? Thì đáp số là số 5. Đây. Cái này đơn giản. Rồi câu 62 là tính đến ngày 16 tháng 12 năm 2020, quốc gia nào có số ca COVID-19 nhiều nhất thế giới? Thì đáp án là Mỹ thôi. À, nhìn lên bản đồ, nhìn lên biểu đồ là thấy rõ ràng Mỹ nhiều nhất. Rồi 63 là số ca mắc COVID ở Mỹ nhiều hơn ở Ấn Độ là bao nhiêu phần trăm? Thì mình lấy chỗ của Mỹ chia trừ cho của chỗ của Ấn Độ, không? Lấy chỗ của Mỹ nè. 17.143.779 rồi trừ cho 9.932.908. Cái này của Ấn Độ ha. Lấy của Mỹ trừ của Ấn Độ rồi chia cho của Ấn Độ 9.932. À, 908. Rồi tất cả cái này nhân cho 100 nữa thì tính được cái đơn vị phần trăm là 72,59% nha. Là 72,6% đó. Thấy không? Vậy thì Mỹ mắc COVID nhiều hơn Ấn Độ là 72,6%. Rồi, tiếp theo là nó nói là dựa vào thông tin cung cấp dưới đây để trả lời câu hỏi từ 64 đến 66. Đây là tình hình sản xuất năm 2020 của hai phân xưởng thuộc một công ty dệt. Phân xưởng Bình Minh và phân xưởng Rạng Đông. 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm. Thì em thấy là cái sản lượng là nó tính bằng triệu mét, triệu mét. 6 tháng đầu năm thì nó có 50, Bình Minh nó sản xuất 50 triệu mét nè. Và tỷ lệ giải loại 1 là 98%. Còn Rạng Đông thì 60 triệu mét. Tỷ lệ loại 1 là 95%. Rồi 6 tháng cuối năm thì sản lượng của Bình Minh nó tăng lên. Và tỷ lệ loại 1 nó cũng tăng lên. Của Rạng Đông nó cũng tăng lên. Và tỷ lệ giải loại 1 nó cũng tăng lên. Thì bây giờ nó mới hỏi câu hỏi 64 là tỷ lệ trung bình giải loại 1 tính chung cho hai phân xưởng trong 6 tháng đầu năm.
tỷ lệ trung bình ha, tỷ lệ trung bình thì muốn tính tỷ lệ trung bình đó thì mình sẽ tính tỷ lệ của bình minh rồi cộng tỷ lệ của rạng đông và chia trung bình ra. Nhưng mà tỷ lệ này nó tính trên số cái số lượng mét vải đúng không? Đấy. Thì nó giống như con số trung bình lúc nãy thôi. Đấy. Tức là mình sẽ có là lấy 98%. Cái này tính theo phần trăm phải không? Rồi nhân cho 50 rồi cộng cho là 95% mà nhân cho 60. Rồi tất cả cái này em mới đi đem chia cho đem chia cho là 50 cộng 60. Thì em ra được cái tỷ lệ phần trăm không? Đấy. Thì bây giờ mình lấy 98 nè. Nhân cho 50. Mình dùng cái dấu ngoặc đi. Cộng cho 95 nhân cho 60 rồi. Cái này mới chia cho gì, chia cho 110 cho 50 cộng 60 là 110 đấy. Đấy. Cái này là nó ra là 96 không, 96,36% là 96,4% luôn, 96,4%. Thì cái này nó tính là tỷ lệ trung bình, tỷ lệ của từng cái, rồi tỷ lệ trung bình nó giống như cái con số ít ngang lúc nãy em, số ít ngang lúc nãy đó. Đấy không, ít ngang đó. Rồi mình lấy là ít một rồi nhân cho là n một cộng ít hai nhân cho n hai rồi tất cả mới chia cho n một. Cái này là dấu chia, dấu chia cho n một cộng n hai. Cái này nó có hai số thôi ha. Đấy, thì tính giống cái ít ngang lúc nãy đó. Thì câu 65 thì nó lại hỏi là câu 65 nó hỏi là tỷ lệ sản lượng giải loại 1 của phân xưởng rạng đông năm 2020 là gì, là như tỷ lệ giải loại 1. Thì ở đây mình thấy tỷ lệ giải loại 1 của doanh nghiệp của phân xưởng rạng đông là 95% mà 6 tháng đầu năm không, rồi sáng thứ 6 tháng cuối năm thì nó là 97%. Đấy. Vậy thì mình cũng tính theo cái công thức lúc nãy thôi. Tức là mình sẽ lấy 95% nè. 95 này em nhân cho 60 cộng cho 97% và nhân cho 72. Tất cả cái này mới đem chia lại cho cái gì? Cho 60 cộng 72. À. Thì nó ra được cái đơn vị nó phần trăm có sẵn ha, tại vì chỗ này mình không có đem đưa phần trăm vô nè, mình bấm máy thôi. 95 nhân 60 cộng cho 70, 97 nhân 72, 60 cộng 72 ra 96,09. 96,09. Nếu mà làm tròn thì nó là 96 phẩy phẩy 1, 96,1. Cho nên đây mình chọn nó bác A. Câu 66 thì nó hỏi là tỷ lệ sản lượng giải loại 1 của phân xưởng Bình Minh so với toàn bộ sản lượng giải sản xuất năm 2020 của hai phân xưởng. À, này là tính tỷ lệ sản lượng giải loại 1. Không? Thì bây giờ mình xét cái vải loại 1. Vải loại 1 này. Của cái xí nghiệp Bình Minh. Thì nó ra bao nhiêu ha? Thì 6 tháng cuối năm, 6 tháng đầu năm á, 6 tháng đầu năm là Bình Minh nó sản xuất là 50 triệu mét vải mà tỷ lệ loại 1 là 98%. Vậy thì vải loại 1 của Bình Minh 6 tháng đầu năm là 50 nhân cho 98%, 98%. À, hoặc là mình bấm 0,98 cũng được. Còn cuối cuối năm, 6 tháng cuối năm thì nó sản xuất là 58 triệu mét và tỷ lệ giải loại 1 là 98,5%. Vậy thì
Thì số giải loại 1 6 tháng cuối năm nó sẽ là 58 nhân cho 90 chấn 18,5% và mình tính cái số này ra. 58 rồi lấy máy tính bấm rồi. Đầu tiên là 50 nè nhân cho 0,98 0,98 thôi em bấm 98% cũng được, không có gì hết. Rồi 58 nhân cho 0,985 đúng không? 985 hoặc là 98,5% cũng được. Thì nó ra được con số này. 106,13. 106,13. 13, đơn vị là triệu ha, triệu mét. Còn tổng tổng số vải của xí nghiệp đây đây là nó kêu là toàn bộ sản lượng vải của sản xuất năm 2000 của hai phân xưởng luôn, cả hai phân xưởng luôn ha. Thì toàn bộ sản lượng vải, toàn bộ sản lượng vải là như tổng sản lượng vải thì của cái doanh nghiệp Bình Minh thì nó sẽ có hai số là 50 với 58, là 50 cộng 58. Còn của Rạng Đông thì nó có 60 cộng với 72, 60 cộng với 72 đúng không, cộng 72, cộng 72 rồi mình cộng là hết, là nó bằng bao nhiêu. Như vậy thì tính tỷ lệ, tỷ lệ giải loại 1 của Bình Minh so với toàn bộ sản lượng giải của hai phân xưởng luôn thì cái tỷ lệ cần tính của mình nó sẽ bằng gì? Tỷ lệ này, ghi chữ tỷ lệ này. Thì lúc này nó sẽ bằng 106,13 chia cho tổng của cái này cộng 60 cộng 72. Đấy. Rồi, nhưng mà mình nhân thêm trăm nữa đi, tại vì mình tính theo tỷ lệ phần trăm mà đúng không? Đấy. Thì lúc này nó bằng ra gì? 106,13 rồi nó cả chia cho 50 nè cộng 60 cộng 58 cộng 72. Em coi kỹ em, 58 72, cộng 4 số lại, tất cả cái này mới nhân cho 100. Là bằng 44,22% đó nha. 44,22% mới làm tròn có một chữ số à, cho nên mình chọn đáp án B luôn. Đấy, tức là của phân lấy của phân xưởng Bình Minh mà của loại 1 nữa là chia cho tổng số cái sản lượng của hai phân xưởng trong toàn bộ cái năm. Đó, thì đó là câu 66. Giờ mình cố gắng mình làm phân tích tiếp luôn ha. Câu tiếp theo đó là câu từ câu 67 đến 70. Thì cái này là cái dự báo. Thôi, có ai hỏi gì nhỉ? Hết pin thì thôi thoát ra. Thì ở đây là cái dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á đang phát triển, thấy không? Thì em thấy cái màu xanh đó, màu xanh là năm 2021. Năm 2021. Còn màu đỏ là năm 2020, thấy không? Và một cái điều nữa em lưu ý là khi mà nó cái gâu cái cột này mà nó đẩy về phía bên trái, nó nảy về phía bên trái là có nghĩa là tăng trưởng âm. Thấy không? Tăng trưởng âm có nghĩa là suy giảm. Đó. Còn nó nhảy bên phải thì nó là tăng trưởng dương, thấy không? Thì mình thấy là năm 2020 và 21 thì Việt Nam mình đều tăng trưởng hết. Thấy không? Còn khu vực Đông Nam Á nói chung thì 20 thì nó suy giảm nhưng mà 21 là nó tăng. Thấy không? Thái Bình Dương thì 20 nó giảm. Và 21 thì nó tăng. Trung Quốc thì nó cũng 20 thì nó tăng ít nhưng mà 21 nó tăng nhiều. Thấy không? Hàn Quốc thì 20 thì giảm nhưng mà 21 thì tăng. Đấy. Đấy, một số cái tình hình như thế. Đấy, bây giờ nó hỏi nè, theo dự báo tăng trưởng kinh tế của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB thì năm 2021 kinh tế Đông Nam Á tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm?
Đông Nam Á. Đông Nam Á là cái dòng ở đây, cái dòng này. Và nó hỏi 2021 thì mình sẽ quan tâm đến Đông Nam Á và cái màu xanh. Màu xanh là chỗ này. Năm 21 là nó tăng 5,2%, thấy không? Tăng 5,2%. Rồi câu 68 nó hỏi là dự đoán tăng trưởng kinh tế của Thái Bình Dương năm 21 là bao, là tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm? Thái Bình Dương nè. Năm 21 là cái chỗ này đúng không? Chỗ màu xanh nè. Là 1,3%. Nó hướng vào bên bên phải cho nên mình gọi là tăng 1,3%. Còn câu 69 là nó hỏi là năm 2020 thì quốc gia nào có tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp nhất? À, năm 2020 thì ở đây em thấy là 20 là cái khu vực màu đỏ đó. Màu đỏ mà mình thấy màu đỏ mà nó đẩy qua bên bên trái nhiều nhất đó thì nó sẽ tăng trưởng âm nhiều nhất, có nghĩa là nó tăng trưởng thấp nhất, phải không? Thì đó là Ấn Độ, phải không? Âm âm 8% Ấn Độ là đáp án C. Còn câu 70 thì nó nói thì theo dự dự đoán năm 2021 thì Trung Quốc tăng trưởng kinh tế nhanh hơn Việt Nam bao nhiêu phần trăm? Thì 21 thì Trung Quốc nó tăng 7,7, Việt Nam là tăng 6,1. Như vậy thì mình muốn tính xem là giữa Trung Quốc nó tăng nhiều hơn, nhanh hơn Việt Nam bao nhiêu phần trăm thì mình lấy 7,7 nè, trừ cho 6,1 nè, rồi chia cho 6,1 nhân 100 đúng không? Thì công thức này quen thuộc của mình này. Thì mình lấy 7,7 trừ cho 6,1 rồi chia cho 6,1, tất cả cái này mình mới nhân cho 100. Rồi bấm rồi bằng này là 26,2%, 26,23%. À, nếu mà làm tròn một chữ số thì 26,2% thôi, đáp án D. Đấy, thì trên đây là mình vừa giải mẫu cho các em 20 câu, phải không? À, có cái dạng trong cái đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đó, phải không? Thì thầy thấy theo cái kế hoạch tuyển sinh của trường Đại học An Giang năm nay thì nó sử dụng kết quả đánh giá năng lực vô sư phạm luôn á, 35% tuyển vô. Thì cái buổi học của thầy, buổi 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 trao đổi về cái môn phân tích số liệu của thầy đến đây tạm dừng ha. À, thầy xin chào các em.